Hello, xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel trong video nhận định thị trường ngày hôm nay của em Huy anh chị nha. Và hôm nay là một cái phiên mà thị trường của chúng ta đã có những cái động thái là vô cùng là khó chịu, đúng không cả nhà? Khi mà phiên sáng thị trường của chúng ta có những cái yếu tố là mở gap rất là tốt, khi mà chúng ta có một cái gap đâu đó khoảng là 3 điểm và 4 điểm. Nó duy trì cái đà tăng này cho tới giai đoạn là đến đầu phiên chiều. Và sau đó là gặp những cái áp lực bán rất là lớn từ thị trường. Và một cái nữa là anh chị có thể thấy đó là những cái việc mà kéo giá như ngày hôm nay nó lại đến từ những cái nhóm ngành, đó là cái cổ phiếu ngân hàng. Đấy, vậy thì thị trường này nó đang cho chúng ta những cái điều gì? Thì sau khi mà quan sát cái phiên giao dịch ngày hôm nay đó anh chị, thì em Huy thấy rằng thị trường của chúng ta nó đang thiếu đi một cái sự lan tỏa dòng tiền. Khi mà hôm nay là thị trường của chúng ta có những cái ngưỡng là kéo lên cái ngưỡng 1.000, quanh ngưỡng 1.290, thì nó đến từ các cổ phiếu ngân hàng rất là mạnh. Bên cạnh đó là những cái cổ phiếu trụ trong rổ VN30. Hôm nay anh chị em nào quan sát trong rổ VN30 thì anh chị em có thể thấy là VN30 thì rất nhiều mã cổ phiếu xanh. Còn lại những cái mã cổ phiếu mid cap khác ở trên thị trường thì nó cho chúng ta những cái sắc đỏ, và nó không có một cái sự đồng thuận. Ngoại trừ hôm nay là có cái nhóm ngành dược là nó cho những cái đà tím rất là lớn, rất là tốt. Cái giai đoạn này nó làm cho chúng ta liên tưởng đến cái giai đoạn trước đó anh chị ha, cái giai đoạn đầu tháng 6. Khi đó thì anh chị thấy là những cái nhóm ngành như là Upcom, đúng không anh chị ha, viễn thông, những cái cổ phiếu thuộc cái sàn Upcom nó đem lại cho chúng ta những cái hiệu suất lợi nhuận rất là lớn ở trong một cái thời gian rất là ngắn. Đấy, khi mà thị trường của chúng ta thiếu đi những cái dòng tiền lớn thì dòng tiền nhỏ nó bắt đầu nó len lỏi và nó xuyên đi vào những cái nhóm ngành mà lâu nay rất ít nhà đầu tư để ý đến. Anh chị có đồng ý cái quan điểm đó không? Nhóm ngành dược là một cái nhóm ngành mà em nghĩ là chẳng bao giờ mà mình có thể nghĩ được là nó có thể chạy, nhưng mà trong vài phiên trở lại đây thì cái nhóm ngành dược nó lại trở nên hot lên vô cùng. Giai đoạn này trước đây cũng vậy, những cái cổ phiếu như là TTN rồi Fox, đấy, những cái cổ phiếu mà trước đây là gần như là chúng ta rất ít nghe tới, thậm chí là có một vài anh chị em mình cũng không biết là có những cái cổ phiếu đấy tồn tại ở trên thị trường, nhưng mà nó lại cho chúng sau quá trình tăng giá rất tốt thì nó cho chúng ta, nó đầu nó lộ diện anh chị ha, nó cho chúng ta biết được đến nó. Và sau đó khi mà thị trường chúng ta kết thúc một cái nhịp đi lên và bước vào một quá trình giảm giá thì những cái cổ phiếu Upcom đó nó cũng dần lụi tàn, đúng không anh chị? Đấy, em nhớ hình như là những cái giai đoạn như thế này này, đó là những cái cổ phiếu Upcom lên rất là mạnh. Vậy thì giai đoạn này anh chị em mình thấy thay thế cho cái sóng Upcom và những cái cổ phiếu công nghệ thì nó thay thế đó là bằng những cái sóng về các cổ phiếu dược. Hôm nay là gần như là đồng loạt tất cả các cổ phiếu dược nó đều tím. Đấy. Vậy thì giai đoạn này là cái giai đoạn mà em nghĩ là cái dòng tiền lớn họ vẫn đứng bên ngoài để họ quan sát một cái điều gì đấy của thị trường. Và thị trường của chúng ta nó phát ra một tín hiệu là nó đang cần thêm thời gian tích lũy để mà có thể là đi lên một cách là bền vững hơn. Và hôm nay anh chị thấy theo cái công cụ Ichi thì từ phiên giao dịch ngày mai thì chúng ta đã mất đi cái trạng thái khách sạn anh chị ha, và hy vọng rằng là mất đi những cái trạng thái khách sạn và bên dưới nó có những cái vùng hỗ trợ mạnh thì thị trường của chúng ta nó chỉ loanh quanh ở những cái ngưỡng 1.275 cho tới cái ngưỡng là 1.280, để loanh quanh ở đó tạo đà cho một cái cú bứt phá vào cuối tháng 7 và đi lên ở trong tháng 8. Đấy, còn tháng 7 này là gần như là anh chị em mình mua cổ phiếu vào thì nó rất là khó ăn. Đấy, may mắn thì anh chị em mình sẽ có được những cái khoản lợi nhuận nhỏ, không lớn đâu anh chị, đúng không? Rất là chật vật, đi lên rồi đi xuống. Bản chất của thị trường sideways nó là như vậy. Đấy, nếu như anh chị em mình không kịp chốt lời thì cái khoản lời đấy của chúng ta nó sẽ tự nhiên nó bốc hơi, nó bay mất tiêu. Đó, cho nên là giai đoạn này thì anh chị em mình cần có những cái chiến lược hành động như sau. Thứ nhất là anh chị em nào mua những cái mã cổ phiếu thì tốt nhất đừng mua khi mà nó có những phiên bùng nổ đi lên, được chưa anh chị? Đặc biệt đó là đối với những cái cổ phiếu mang tính thị trường cao như là những cái nhóm ngành là băng chứng thép, bất động sản, dầu khí. Đấy, những cái cổ phiếu mà đi lên bùng nổ đấy mà hàng thị trường là em nghĩ là hầu như là đều thất bại tương đối là cao. Mà thay vào đó thì nếu như anh chị mua bùng nổ thì chúng ta vẫn có thể là mua những cái cổ phiếu thuộc cái nhóm ngành dược.
Đó, vì nó đang có những cái dòng tiền thì em nghĩ riêng chỉ có nhóm ngành đó là anh chị mua bùng nổ thì may ra là anh chị sẽ có ăn. Còn lại tất cả những cái nhóm ngành khác khi mà chúng ta mua bùng nổ thì đa phần thất bại. Vì vậy thì chúng ta cần phải mua khi mà cổ phiếu nó về những cái vùng hỗ trợ, chúng ta mua gom vào đến khi mà cổ phiếu đấy bật tăng lên thì anh chị em mình chốt lời. Anh chị em mình chốt lời trong ngắn hạn thôi anh chị. Cho đến khi nào mà thị trường của chúng ta vượt được cái đỉnh 1.300 và có xuất hiện những cái nhóm ngành dẫn dắt thì anh chị em mình sẽ nghĩ đến cái việc là chúng ta cầm nắm lâu hơn, vài tuần, vài tháng. Chứ còn giai đoạn này mà anh chị cầm nắm là gần như là nó lại quay về cái địa điểm xuất phát. Em thấy rất nhiều cổ phiếu như vậy. Còn những cổ phiếu mà mua ở những phiên mua mà anh chị cầm nắm được ấy thì cũng tương đối ít, đúng không anh chị? Đa phần là đều quay lại những vùng bên dưới rất là nhiều. Đấy. Và có một cái điểm nữa mà anh chị em mình phải hết sức quan ngại, đó là những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản liên tục phá đáy. Đó. Rất là mệt đúng không anh chị? Đấy. Những con này nó lại phá đáy, nó lại đi tìm về những cái vùng đáy mới thì nó cho chúng ta thấy được rằng là thị trường này đang rất yếu, cực kỳ là yếu luôn. Ngay cả những con mà nó đang nằm những vùng như này mà nó phá đáy đi trước anh chị, nó là những cái tín hiệu mà em nghĩ là anh chị em mình phải hết sức là cẩn trọng nha. Nó là những cổ phiếu phát ra tín hiệu đấy, là thị trường này không hề đơn giản và không hề dễ chơi đâu. Cho nên là anh chị em mình hãy đi vốn thật ít thôi. Giai đoạn này thì góc nhìn của em là anh chị em mình chỉ đi một cái vốn thì nó đâu đó chỉ từ 50 cho tới 70% NAV thôi, và tuyệt đối là anh chị em mình đừng sử dụng margin. Anh chị em lưu ý nha, đừng sử dụng margin ở thời điểm này. Đấy, đấy, của các cổ phiếu bất động sản là phá đáy liên tục. Đấy, nó đang có một cái hồi, gần như là một cái hồi chuông. Em nghĩ là nó đang cảnh báo về cái mức độ rủi ro của thị trường ở những cái thời điểm như thế này. Đấy. Và khi mà thị trường chúng ta bước vào những cái giai đoạn mà khó chơi, khó nhai, thì việc làm của chúng ta đó là như thế nào anh chị? Chúng ta hãy đi vốn ít lại và đánh đánh nhanh, rút nhanh. Đến khi nào mà thị trường của chúng ta trở nên là dễ dàng hơn thì ở đó sẽ là những cái vùng mà em nghĩ là anh chị mình sẽ đi vốn nhiều hơn, đi vốn mạnh mẽ, quyết liệt, thậm chí là full margin. Đấy, còn giai đoạn này không phải là giai đoạn chúng ta ăn thua với thị trường. Đấy, cho nên là vì sao là nhiều cái nhà giao dịch lớn, nhiều tay to tổ chức họ chưa muốn vào tiền ở những cái thời điểm này, cho nên là anh chị thấy cái thanh khoản của thị trường của chúng ta đấy nó cũng không quá là nổi bật. Cái đó là cái điều mà em nghĩ là anh chị em mình nên đánh giá lại. Thị trường khó thì mình hạ cái quy mô đầu tư lại, thị trường dễ thì mình sẽ gia tăng cái quy mô vốn của mình lên và đánh nhanh, rút nhanh ở thời điểm này, chớ hạn chế ta cầm nắm cổ phiếu quá lâu. Có những cổ phiếu anh chị cầm nắm đôi khi anh chị cầm nắm 7 phiên, 10 phiên anh chị có lời, nhưng mà khi mà anh chị nghĩ đến việc chị cầm nắm lâu dài đến 20 phiên thì đột nhiên cái khoản lời đó của anh chị nó lại bị mất. Ai, cái đó là một cái tín hiệu mà rất là đáng phải xem xét lại chị nha. Đấy. Hôm nay là cái kỳ vọng là một cái phiên tăng mạnh, sau đó là thị trường của chúng ta có những cái phiên break lên nhưng mà nó lại không đi đúng ý của chúng ta, thì em nghĩ là thị trường này nó sẽ vẫn còn một cần thời gian tái tích lũy đó chị nha, cần thời gian để tái tích lũy lại trước, để chờ đợi một cái dòng tiền lớn đổ vào thị trường ở giai đoạn phía sau. Cụ thể em nghĩ đó là phải sau cái giai đoạn mà đáo hạn phái sinh, anh chị nghĩ là ngày thứ năm thứ sáu thì nghĩ là có thể là sẽ phải qua qua tuần sau. Qua tuần sau thì một cái tháng mới của phái sinh nó bắt đầu, thì em nghĩ là giai đoạn đó thì xu hướng nó sẽ được rõ ràng hơn. Ngày thứ ba, thứ năm, thứ sáu đó, em nghĩ những giai đoạn sau ngày thứ sáu thì ha, và vừa nơi của chúng ta lấy lại được những cái vùng là 1.288, 1.290, nó neo lại ở những cái vùng này thì sau đó thị trường của chúng ta mới có những cái xuất phát đi lên. Đó. Và giai đoạn này thì anh chị em mình nên chú ý, nên mua vào những cái cổ phiếu có cái mẫu hình có khả năng hút tiền, những cổ phiếu thuộc cái nền tảng giá số 2. Còn những cổ phiếu mà thuộc những cái nền tảng giá bên dưới đó anh chị, thì anh chị em mình nên loại bỏ nó ra khỏi cái danh mục theo dõi của chúng ta. Đấy. Em nói những cổ phiếu nằm ở những vùng kênh trên đó, nền tảng giá số 2 mà anh chị em mình có thể cân nhắc, đó là những cổ phiếu dạng như là BSR đó anh chị đấy. Nó cũng đang tạo những cái nền tảng giá số 2 ở đây. Hôm nay là mặc dù là nó có những cái
thị trường này anh chị, thanh khoản hôm nay có một cái sự gia tăng, nhưng mà nếu mà chúng ta đi đánh giá chi tiết vào từng mã cổ phiếu thì em thấy thị trường ở giai đoạn hiện tại thì nó vẫn cho chúng ta những cái tín hiệu là bình thường. Bình thường là như thế nào anh chị? Ví dụ nói như là BSR hôm nay là mặc dù là một phiên giảm điểm của nó, nhưng mà khối lượng của nó lại không cao. Đó. Hoặc là những con như là con GVR này anh chị. Đấy, khối lượng điều chỉnh tích lũy của nó thì khối lượng nó lại không cao. Đấy, những cổ phiếu hôm nay giảm giá thì khối lượng không quá lớn, đúng không anh chị? Làm Cà Mau cũng vậy này. Khối lượng không lớn. Còn những cái cổ phiếu mà hôm nay có cái thanh khoản to thì nó là những cái cổ phiếu đa phần là tăng giá tốt. Ở ngoại trừ có cổ phiếu GAC nè, là rất là đánh rất là khó chịu luôn anh chị. Hôm nay là vượt lên nhưng mà sau đó nó lại quay xuống. Đấy, khối lượng to. Đấy, thị trường này cực kỳ là bất ổn. Cho nên là em vẫn khuyến nghị hệ thống khách hàng của anh em là đừng nên gia tăng quy mô vốn, và đừng và hãy chừa một cái sức mua ở trong danh mục của mình. Đừng nên mà tất tay với thị trường ở những cái giai đoạn như thế này. Đấy, giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ là sương. Em hay gọi là giai đoạn này giai đoạn đầu cá đó anh chị. Giai đoạn đầu cá thì nó cũng rất là sương. Chúng ta phải lựa được những cái vùng nào có thịt để mà chúng ta ăn, đúng không anh chị? Còn khi nào mà thị trường vào giai đoạn thân cá đó là tất cả đều là thịt, chỉ có một ít là xương, thì giai đoạn đó thì chúng ta có thể là thỏa sức chúng ta vùng vẫy. Còn giai đoạn này là chúng ta vẫn phải lựa cổ phiếu, lựa nhóm ngành, lựa dòng tiền nó đang ở đâu để mà chúng ta đi tiền vào, và chúng ta nếu như chúng ta cảm thấy là dòng tiền nó bị thoát ra thì chúng ta cũng cần phải rút ra thật là nhanh, thật là lẹ. Đấy thì đấy là cái góc nhìn của em về thị trường ở trong giai đoạn hiện tại. Đấy. Cho nên là giai đoạn này anh chị em mình là phải hết sức là tỉnh táo chị nha. Những cổ phiếu nào yếu thì chúng ta cần phải loại bỏ sớm khỏi danh mục của mình. Những cổ phiếu nằm ở những vùng kênh dưới, khi mà thị trường nó có những cái nhịp hưng phấn bật tăng lên đó, thì đó là những cái cơ hội để cho anh chị em mình bán để thu hồi vốn, thu hồi tiền lại. Và chúng ta chờ đợi những cái cổ phiếu mạnh nằm ở những cái vùng phía trên đó. Cổ phiếu nó nằm được ở những cái vùng phía trên là cơ bản nhất là nó có dòng tiền anh chị. Có dòng tiền nó giúp cho cái cổ phiếu có thể là leo lên những cái vùng bên trên để mà tích lũy. Còn những cổ phiếu không có dòng tiền là nó cứ lẹt đẹt, nó mãi đi mò đáy, thì những cổ phiếu đó anh chị cầm, anh chị mua vào thì nó rất là mệt mỏi. Đó, thì đấy là cái chia sẻ của em về thị trường ở giai đoạn này. Cho nên là anh chị em hãy bình tĩnh, đừng FOMO giai đoạn này. FOMO giai đoạn này em nghĩ là đa phần đều sẽ là thất bại anh chị ha. Rồi, video của em đến đây là kết thúc nha. Nếu như anh chị em mình cảm thấy video này là hay thì có thể cho em một cái nút like và hai chữ tuyệt vời ở phần khung chat anh chị em nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.